Ôi, mày ném thế. Mà mới đá mà. Kìa hay quá, hay quá. Đây 2223. Chạy đà cho sinh viên. Chúng ta thì mình nhiều không? Không, được có 5-6 lần thôi. Thế mình nhiều rồi. Mình đá với Thái Lan nó tưởng nó ngang cơ nhau, không muốn đá, toàn bị thua đấy. Hay hơn hẳn. Hay lắm. Tao ăn ơi! Bắn luôn, bắn luôn! Hay quá. Hay dữ. Chờ rút rồi, chờ rút rồi. Anh vua đấy. Anh vua đó. Anh vua là thay. Có ai thay không? Thay rồi. Thay rồi. Anh chậm người ta thay mất rồi. Đã rồi à? Nhiều quá. Sao? Chú rút thôi gì? Ủa em đang muốn thay người mà. Ủa quá. Chú rút không sao? Có sút ở đây đâu ạ? Từ nãy giờ đâu sút ở đây đâu. Mình vẫn kém quả. Kém quả. Kém. Bật lên. Quay để cho xem mua được bàn rồi. Cái thằng mồm này nó chán rồi. Chán gì đâu, vừa mới bị thua một quả, mình chưa bị quả đào. Thua ba quả rồi. Bố à. Đấy thì mình thua ba quả rồi. Thua ba nó mất. Nhưng mà hiệp 2 nó có cái gì gì đâu. Nên quay trận được, quay cái ống kính vào phố đội nhà. Chết chết chết. Trời ơi. Đang hậu vệ mình không vút lên được đâu. Con này nó mình mất mất nhắm biên nhiều quá. À. Nhắm biên toàn nhắm lỗi rồi. Ừ. Phải cải thiện. Đá bóng nhắm biên thế thì mất công mình chạy lên phát là thổ quài phát về làm sao còn sức. Chạy luôn. Đấy chỉ ăn những cái trái là nó đợi bạn hư anh. Lật vào bên dưới nào lên phóng như tên lửa. Mình còn mất mấy quả. Em chạy được nhưng không ai cất bóng xuống được. Nó phải đều cơ. Không có người cất bóng lên được. Kìa, chết kìa. Không xuống được đâu. Đấy, nó đấy, ra ngoài. Bỏ nó ra nhặt bóng đi, nhặt mẹ bóng mẹ được. Mạnh nhé. Mạnh mạnh ơi. Ra tôi báo Thảo xuất ra ngoài xa đi mà nhặt. Vậy nó xuất vào gôn đấy. Mạnh nó chuẩn bị theo kiểu đá kiểu bóng ấy chứ còn đâu nó chỉ kiểu tập trung xem là nhà mình yếu kém kiểu nào ấy chứ không có giành chiến thắng đúng không? Dạ. Nó không canh cường không đi à? Chán thế. Tí nữa cường nó đi hiệp 2 chẳng hạn. Hiệp này nó không thích đi đâu. Hay lắm. Hay lắm, là hay lắm.
rồi đó. Đây đây. Trời ơi. Nhảy luôn. Ôi trời ơi. Hoàng Nguyên. Anh Vũ à, anh Vũ tí. Chết 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 chết. Thế mà đeo kính, bỏ kính ra đã, kính nữa. Có chết vào à? Chưa anh, chưa chị ơi. 1-2 quá mình hậu vệ để lỗi mà. Ừ. Tại vì cái sân này á, đỡ bước đầu mà không được là nó nảy ghê lắm. Nên mình hiệp đầu vất mình đang thua mình cái chân cao. Từ bút lên phát mình không chạy về không kịp. Đang thua là đá găng lên rồi. Sao nhọt quá, hơi nhọt đấy. Này tôi đang lên trang của anh em nhỉ? À trang anh mình chưa setup trong. Nhưng mà sẽ đang lên group. Ôi, ôi. Má cộng lên. Chạy không? Chết 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 chết. Ô, ngoan. Đấy, huấn luyện viên này chị chó đi. À đúng rồi, huấn luyện viên ạ. Chị cầm bị thôi. Ừ. Chị cầm điện thoại và đứng chị chó lại huấn luyện viên gì đó chị. Chị ơi, đường ra đây. Chị riêng anh mà có đèn lở đây. Được không chị? Chị ra giao lưu chị ơi. Chị ơi, chị phải đứng ngay trước thân kìa. Chị chỉ đạo anh Ngọc thôi. Đồ bạn sợ ngay. Quả bông tròn biết sao rồi. Cái quả mà lớp thịt vào màu xanh là tập hợp lọc ấy, thì quả đấy nó vào thì mình còn kiểu khổ khổ. Đã vượt ra rồi, vận may đã đến với mình rồi, mình tròn cái tay mình ăn. Dạ. Chưa một lần camera được hướng tới đây. Vừa rồi tất cả đấy. Em ra phát là thiếu hai vòng. Ra đi. Dạ. Phải có thang hai tầng khỏe bên cánh trái đẩy lên. Dạ, mình cánh không có đẩy lên được. Anh Mạnh ra được nữa, vào ra đi. Không. À, mới trở lại sau thương tập thôi, dần dần thôi. Sợ. Mạnh chạy lần nữa. Em làm sao chạy được? Rồi, coi như cái chạy hay lắm là sao? Chẳng này giá hữu đấy lâu ơi, tạt xuống cho vui đi. Cầm anh em ơi. Tại vì bên trên không có người nên là mình phải dẫn lên chứ còn truyền là mất ngay. Chết mẹ thứ cái nữa à?
không ở trong này rồi nên là cả đội sẽ được nghe thấy. Tốt tốt hoạt động tốt. Không về thì không có bóng. Nếu nó chờ lên rồi thì không có bóng là phải quay về. Đá đất kia. Dạ. Lên được bóng luôn. Dù mình không mạnh bằng nó nhưng mình lên được bóng. Dạ, có vẻ nó đá được. Hay quá, hay quá. Trời ơi. 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 Hay quá anh không? Dứt điểm luôn anh ơi. Cú quá khỏe đấy. Dứt điểm luôn. Nó nhặt hai quả kia kìa. Đây mà. Đâu hai quả kia kìa. Anh Nghệ ơi. Sao gọi mỗi Nghệ vậy? Ừ, gọi mỗi. Em chỉ chào anh Nghệ. Thấy tủi thân quá anh nhỉ? Ồ, 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 hãy nhìn xem, hãy nhìn xem. Ồ, hay, hay quá anh ơi. Sớm lên, cứ đi vào bóng sớm lên. Lâm ơi, đây là. Lâm ơi. Lâm bè bè, để giúp cho anh. Nó to đấy, xảy nó. Hay quá. Thằng này dài. Dạ. Không. Cái đội này nó ban bật tốt đấy. Thằng này phải bốn mấy. Nó ban bật bóng mà nó còn bốn chân kèo. Ờ, chị nhìn xa xa tưởng nó trẻ không? Lại gần nó vẫn thấy nếp nhăn của nó. Gần nó là chồng. Cái là nó đá người bóc đá mà nó lại không cảm thấy dài. Chạy luôn. Lăng em có bà ấy là bà ấy thế này cơ. Phải từ đầu hiệp 1 nữa đó. Rào đã chạy quá. Không chạy, đi chuyển, con người. Nhưng mà lên là phải lên mà. Thế là quả em đứng lên, mẹ tưởng nó chạy lên đi kia. Nó kéo chạy đi. Rào cứ đứng đấy, bao một thằng nó đứng bên đây. Kéo cái thằng kia. Mình phải đẩy lên, bắt đầu cũng có đẩy lên. Mình biết đừng dần chúng nó. Tháo đầu lớn là mình về rồi. Nhà lại thôi, nhà lại thôi. Cái này đều bảo đồ mình nhá. Chị ơi, chị. Đó chị ơi, tốt chút nhiều. Nắp sau đống cây không có được kêu nữa. Chúng con luôn, chúng con này. Ôi, 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 trời ơi. Rồi. Okay, quá. Mình bây giờ phải cố gắng rồi, có cơ hội nào phải chụp lấy đúng không? Yeah. Như cơ hội vũ là cũng cơ hội chỉ cần dẫn được cơ phát là quả bóng đã vào đúng không? Chỉ cần lấy thịt đen người thôi. Bạn được dễ ăn. Sau khi một vào mấy quả toàn thì bên cây trái này mấy em đổ xuống mình phải lao ra đấy. Lao ra thì mình nên chuẩn một chút này. Mình sợ nhắm mắt rồi, bạn đéo gì. Rep sắp, rep sắp. Ủa, chỗ kia đang bị trượt rút mà. Vô có chạy được không? Thấy bên ngoài đá chán quá nó muốn vào. Ôi trời ơi, trời ơi, quá. Dạ bạn, mình à, mình đang thua 3 trái ạ. 42 à? 42 rồi. Quả double quá. 2 quả hay là 3 quả? Đã. Không, làm gì 52 rồi. 52 rồi. Đập trái đông hoa, 52. Ừ, 52. 52 rồi. Quả đập trái đông hoa. Quả... lúc mình đến đang... đang khí thế rồi mình có thể thoải mái. Mình thả rồi. Lúc ấy là 32 rồi, không phải là 32. 32 mình một quả vũ đánh vào đây. Đánh lồng ngực trái vào.
Thế là ấy rồi, mình đang ở một quả tí nữa là hòa. Quả còn phải đánh đâu. Quả thì nguyên bắt cực. Mình ép qua được. Đấy. À, On day. You're good. Run. Wow. Hay lắm. Hú có chạy thình nhỉ. Không ngồi ngoài nhiều thế. Ôi kìa. Vào rồi hả? Vào rồi hả? Cho cái thằng thú môn này thôi, cho nó đi ngủ thì ai vậy? Mắt hơi quả đấy đổ người hơi chậm. Nhỏ quá. Đập bố đầu tuyệt vườn như thế nào. Chết. Quá chậm mà. Hơi trẻ, tiểu thư nhiệm. Chơi chậm. Quá chậm. Hòa, không phải hòa đúng không? À,